Hello, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game các bạn của mình khám phá cái đầu tiên nha. Tom Hero, let's go. Ok. Mới update nhưng mà mình cũng chưa biết là update cái gì. Mình chưa đọc cái phần thay đổi update của phiên bản Tom Hero là. Ok. Và các bạn thì mình khám phá nha, xem là nó có update gì mới không. Ồ, cái này hơi khác một chút này. Màu sắc của cái những hộp vừa rồi là hơi khác. Bình thường nó là màu đỏ, bây giờ nó là màu xanh. Ok, let's go. Let's go. Oh my god, rồi rồi. Rồi ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới cảnh thứ hai nha. Check in Tom Friend. Ok, let's go. Wow, những chàng này đang chơi cái gì đây? Ồ, rất nhiều người thích tắm. Ok. Ồ, anh chàng này bị ốm rồi.
một anh chó bị ốm và bây giờ thì mình sẽ phải tiêm anh ta. Chúng mình ta khó ốm chưa? Xem một cái thuốc gì đây. Cô làng này thì buồn ngủ rồi. Ok. Wow, wow. Ok, mình sẽ chơi trò chơi nào. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Lava Hero. Let's go, đây là một tựa game mình mới download về và chơi tựa game này rất là hay luôn. Mình chọn anh chàng này, rồi sau đó thì start game. Ok, let's go. Quánh thôi. Ok. Ok, thắng rồi. Ok, và tiếp tục mình sẽ sang game tiếp theo. Chicken Tom Go Run. Let's go. Thank you.
bò suy chết. Cái này có vẻ hơi khó nhìn một chút, nhưng sao mình sẽ cố gắng ăn nhiều vàng nhất có thể. Let's go, để vào lấy tiếp, xem một cửa khác là cửa nào. Ok. Let's go. Tướng rồi. Đây chúng ta không phải là tướng mà là do anh mèo, anh ta đi ăn trộm vàng. Sau đó thì anh ta sẽ mua một chiếc xe. Mình sẽ bây giờ sẽ phải gọi là né tránh và tiêu diệt chiếc xe này. Ok, let's go. Let's go.
OK, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, sẽ vào Dragon. Let's go. Tattoo Start. Cô nàng này vào trong một cái nhà và gặp một anh ăn trộm. Mình sẽ dùng con chó đây, xem có đúng con này có giải quyết được anh ta không. Ồ, anh ta khiếp. Vậy là mình thành công rồi. What? Cái này là gì? Một chữ tổ. Ok. Wow wow, không được. Oh my god. Thế thì lại phải đứng với cô làng kia thôi. Ok, let's go. You again. Con chó này. Doctor. Quang quang. The dogs. Ok, quả này thì mình sẽ lại chọn cái này. Let's go. Rồi vào đây, tiếp tục, anh ta lại quay lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn lỗ hổng đấy đi. Ok, let's go. Máy bay, cô làng này đang ngủ. Đang ngủ thì mình sẽ phải dùng cái này. Sửa chữa chết ngay. Oh my god. Ok, thế thì mình lại dùng cái này. Làm trash. Một con dao hay là lại đốt cái này đi, để cho nó bay lên. Wow. 2 1. Let's go. Ok. Cái này nhiều lúc rất là trôn luôn. Rồi con ra. Ok. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá cái tiếp theo nha. Hero. Mình sẽ chọn anh chàng này đi. Start game. Start boss. Ok, let's go. Cửa đầu tiên. Wow, rất là khỏe luôn. Bắn từ xa luôn. Mình sẽ ăn cái này và gọi thêm đối thủ. Thêm đệ của mình. Let's go. Next. Tiếp tục. Air Force 1/2. Ok, let's go. Yeah.
không cần đệ sẽ tự xử lý luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Từ game này thì các bạn phải đóng vai là một anh chàng thám tử. Rồi let's go. Và phần này mình đang cứu cô gái này thoát khỏi những tên tội phạm. Dùng cái chai này, dùng bật lửa lên. Chai đi sao nào. Ok. Điện. Điện thì mình sẽ dùng cái này. What? Mà sao điện lại dùng nước được? Để mình thử xem. Chắc là bắn vào để nước để cho nó cháy à? Wow, ok. Anh ta mặc áo robot. Thế thì mình dùng cái này. Ok, let's go. Vâng, anh ta đã bị bắt rồi. Ok, tiếp tục nào. Cô gái này đang bị gã này ăn trộm đồ. Thế thì mình sẽ phải dùng cách gõ xe đạp. Oh my god. Rất là trôn luôn. Ok. Let's me, Kansas. Dùng cái máy chạy. Wow. Một con ma hay là khẩu súng, con ma đây. Wow, đúng là rất là trôn luôn. Tiếp theo. Đó. Siêu nhân. You can escape. Tiếng nói hay là trưởng đây? Theo mình tiếng nói hơn. Ok, anh ta đã bị bắt rồi. My hero. Anh có màu một người hùng. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bus hình bao. Ok, anh chàng này đang bị rơi xuống nước. So let's go. Oh, cứ phải có internet thì phải chơi được cái tựa game này nhỉ? Ok, let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ thả anh chàng này xuống này. Thì đó thì mình sẽ mở anh chàng ra. Let's go. Okay. Rồi và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.